rồi, cho nên là hôm nay tôi sẽ làm một vòng giúp mọi người đi xem Đại Nội ở Huế nó sẽ như thế nào nha. Bây giờ đi đi. Thái giám. Hả? Tôi kỳ vậy? Ừ. Vua đâu rồi? Phi tần đâu hết rồi? Vua đi, đi xa hết rồi nha. Wow. Ủa, nhưng mà em nghĩ là trong cái khu Đại Nội gọi là hoàng cung ngày xưa thì phải có rất là nhiều nhà chứ, tại vì thời một vị vua có bao nhiêu mấy ngàn phi tần mỹ nữ luôn mà. Ở đây mới là cái cổng thôi chị, còn ở bên trong nữa. Cái này nãy giờ chúng ta mới đi ở ngoài cổng thành thôi. Cái chỗ này là xưa dân đi ngang qua đi ngang lại, còn bên trong đó là chỗ của vua ở. Rồi. Ê mọi người ơi, thật ra hôm nay tôi chọn một ngồi rất là hợp với hoàng cung đó luôn. Mọi người có cam cam đỏ đỏ xanh xanh không? Nè, tôi cũng cam cam xanh xanh nè. Đây không phải là cái bộ đồ để đi tới thăm Đại Nội nha. Đồ đi tới thăm Đại Nội là giống vậy nè. Đó. Bộ này nó có liên quan gì vậy má? Dạ. Thoải mái nhất thì có thể đi bộ nè, thưởng thức. Còn thật ra lần này đến Nhất Huế, một cái điều bất ngờ nhất mà tôi cảm thấy rất là thú vị đó chính là tôi không nghĩ là thời tiết cũng thấy lại đẹp như vậy. Đúng kiểu nó mát mát và lạnh xe xe, ăn cái gì cũng ngon rồi, làm cái gì cũng thấy vui, rất là thoải mái, mọi người không có bị nóng được á. Wow, đẹp quá. Rồi, lại đây băng qua nè. Cá đi ra ngoài chợ, chợ Huế mua. Wow, đẹp quá. Đây là hàng cung hả? Đúng rồi, phía bên trong là Đại Nội á. Còn đây là cái cổng thôi. Bây giờ mình muốn vô bên trong mình phải làm sao? Mình mua vé chứ. Mua vé là vậy thôi, đi mua vé. Ok. Đi mua vé ở đâu? Ta-da, đây mới là cổng chính của Đại Nội. Đó, bước chân vô đây là chúng ta có thể tham quan được hoàng cung của Huế ngày xưa. À, nơi là vị vua Khải Định, vua Bảo Đại ở đây không anh? Có. Vua Bảo Đại cũng đã từng ở đây. Bây giờ anh đang rất là háo hức muốn bước vô trong hoàng cung để biết được cảm giác mấy cái phi tần mỹ nữ xinh đẹp ngày xưa mà tiến cung là cảm giác như thế nào. Mời tiến cung theo tôi đi. Wow. Ôi. Y như phim vậy đúng không? Đúng, y như phim vậy đó. Không biết đẹp luôn các bạn ơi. Quá trời đẹp rồi. Thực ra nhà anh đã đi đến rất nhiều cái hoàng cung ở bên Hàn Quốc nè. Nhưng mà anh thực sự thấy là hoàng cung của Huế của Việt Nam mình cũng đẹp ngang ngửa, không thua kém gì đâu cho mọi người. Thậm chí còn có những nét đẹp hơn, đẹp rất riêng biệt luôn á. Ồ, giờ anh nói nó bang ra vậy anh? Tại vì ở đây ít người á, thật ra rất may mắn đi cái mùa này á là ít du khách, ít người, chứ bình thường ở đây rất là đông. Không phải là nói giống như vợ tôi là mấy cái hoàng cung bên kia nó đẹp hơn, mà tại vì chẳng qua là tại vì Việt Nam của mình chưa có đầu tư để đưa cái hình ảnh của mình đi ra nước ngoài nhiều á, nhưng mà vẫn được thế giới công nhận. Ví dụ như là hôm qua tôi đi cái gì nhà nhạc cung đình Huế á, nghe nhạc cung đình Huế trên tàu á, cái đó là được UNESCO công nhận rồi nha. Có cá dưới đây nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vô trong. Ủa, rất là đẹp.
lát hồi nó sẽ đi vô trong kia mình coi cái ngai, cái ngai vàng của mấy vị vua xưa. Lúc đầu gặp tụi đi Huế, tụi không thú gì đi đâu, không có chỗ Huế có gì được chơi. Không ngờ qua đây là quá trời thế để chơi luôn. Thật sự, mỗi người mà suy nghĩ đến cái chuyện đi du lịch á, mọi người suy nghĩ đến Đà Lạt thú nhất. Nhưng mà thật sự á, khi mà anh đến đây rồi anh mới thấy là Huế là một địa điểm rất là thú vị để chúng ta có thể nghỉ dưỡng và trải nghiệm ở đây. Mình chúng ta có thể học hỏi được văn hóa nè, có thể đi tham quan nè, và có thể mình trải nghiệm được rất là nhiều những cái món ăn hay là những cái văn hóa rất là đặc biệt của Huế. Tinh bùa. Mà tôi cố ý tôi vô đây để tôi coi được cái ngai vàng của vua ngày xưa. Mình có hiểu cái cảm giác mà ngày xưa mà các vua quan quỳ xuống mà nhìn nước lên nhìn vui như thế nào á. Mình vô đây sợ mất tiêu rồi. Không đi vô. Giờ vòng đi coi mấy cái biển khác. Mình cố ý tôi muốn coi cái ngai vàng thôi à. Cái bảo vật cuối cùng của Việt Nam. Mà tôi được coi. Sau lưng chúng ta là Điện Thái Hòa. Có lẽ là nghiệp của vợ tôi còn nặng quá cho nên tham gia là vô đây cũng sợ quá, ta đóng lại ta sửa chữa luôn chứ là không dám đi luôn. Cái nghiệp tiến cung của tôi nó thất bại mọi người, không được vô luôn. Không được tiến cung đó, nghĩ tới chuyện đó nữa. Vua vừa mới nghe, ủa con nhỏ tiến cung, thôi sửa điện, không nhận người nha. Tiến cung luôn, thì cái nghiệp làm vua làm hoàng hậu tôi thất bại từ đây nha mọi người. Rồi bây giờ sẽ đi tham quan những cái chỗ khác ở trong đại nội. Tú đang mới như một đoàn hoàng cung rất là đẹp để mà chụp hình. Nhưng bên kia xa có hai bạn trẻ đang đó xa lắm, xa một cuối đường lận. Đó mọi người thì trên màn hình đang mới thấy được hai bạn trẻ đang mặc đồ hoàng cung ngày xưa để chụp hình. Thật ra lần này là một lần may mắn với tôi chứ hồi trước tôi đi vô đây là nó rồi là coi được hết tất cả những cái cảnh đẹp luôn á. Chỉ trừ vợ tôi vô đây là nó sửa trơn à. Kìa, bên kia xa cũng đập ra sửa hết luôn á. Coi như là một cái lần đại dục tu hay gì đó. Là cái nơi mà vua ngày xưa ngồi đọc sách, bây giờ nó kêu là giống như kiểu thư viện vậy đó. Hay cái nơi mà vua đọc sách này tên là Thái Bình Lâu, xây dựng vào thời của vua Thiệu Trị. Ở đây thì vẫn giữ nguyên cái nét văn hóa ngày xưa, người ta nghĩ là chắc là rất ít khi trùng tu lại. Nhất là ở cung đình Huế chúng ta rất ít khi trùng tu lại. Có trùng tu đi chăng nữa thì vẫn giữ cái nét cổ kính của nó. Mời mọi người coi phòng đọc sách của vua. Đúng nghĩa là cái cảm giác là đi vô một cái thư viện á. Không biết là ngày xưa á đã có kiến chưa, hay là bây giờ người ta đóng còn lắp kiến dành cái ô cửa sổ này. Cảm giác nó rất là tây á, nhìn nó đúng nghĩa là một cái thư viện đó. Những cái năm trước mà thầy đi ra đây á thì ở chỗ này đông lắm cho nên nó mở cửa những cái chỗ này cho mình vô tham quan mua đồ trong đó và lưu điện. Bây giờ thì đóng hết rồi. Không có ai hết. Hay có thể nhìn qua đây là những cái đồ mà chạm khắc từ xưa nè. Đẹp quá. Giống như kiểu mà hồi xưa mà mình coi mấy cái phim mà về ở trong cung á. Hoàng thượng đâu rồi? Hoàng thượng đang ở ngoài Ngự Hoa Viên á, kiểu giống vậy nè. Dường Thượng Nguyễn. Ngự Hoa Viên á. Dường Thượng Nguyễn là trong Đàm Sen, Dường Nam Tú Thượng Nguyễn Đàm Sen. Đâu có, thấy trong mấy trong phim cung đấu hồi xưa đúng hay là nói hoàng thượng đang ở Dường Thượng Nguyễn mà. Wow, cái hận trong cung có cái hồ rộng dữ ta. Nước cái này là hồ nè, múc nước rồi đổ vô ha anh. Chứ làm gì có cái dòng sông nào ở đây. Cái này mới nha. Cái này là mới chắc luôn nha. Cái này cũng mới luôn đó. Hồi xưa. Cái này mới nha. Cái này mới chắc luôn á. Hồi xưa không có. Cái này xưa cũng có luôn nha. Hồi xưa gánh nước. Mới rồi thôi đi. Con đường này đi dễ thương quá anh. Kiểu người qua chiên của vô.
chị chịu vô ở bên kia là cái chỗ mà Thái Đình Lâu, chứ là vô đọc sách không? Đọc sách được không chán quá, sẽ sách sách đi ra ngoài đây không vô cái mát. Mọi người đi vào cái thời tiết này mình thấy rất là đã, giống như là kiểu Đà Lạt thì đó, mưa nó cứ phùng phùng, nó phất tay mà đi vô cái nơi cổ kính đó là cho mình cảm giác là ngoài Việt xưa lắm luôn á. Chỗ này là chỗ nào vậy? Không biết. Rất nhiều ngọn, không biết phải làm gì, không có cái gì trong đây. Tôi nghĩ là ở đây là cái chỗ thượng nguyễn thiệt á, là lời ngữ qua nhiên vô đó. Nãy giờ không thấy một cái chỗ nào mà trồng cây cũng nhiều giống vậy. Đi về nãy giờ hình như mình đi chưa hết được phân nửa của cái hội trường, còn sâu sâu suốt nữa. Cứ đi tới đâu thì cũng thấy nó hai ba lớp cửa mở ra những cái khu vực khác nữa. Cho nên là ở đây là nếu mà đi chắc mọi người nói cũng đi mất cả 2 tiếng đồng hồ, chứ đi hết rồi. Tức là không có vô thăm nhiều chỗ. Lại nhắm một cái phòng trống khác. Mô hình. Gọi là gì ạ? Ấn tính. Ấn tính luôn, ấn tính của các đời vua. Kêu là Ngọc Tỷ đó. Đây là ấn mã đại thần hoàng đồng dài, đúc vào viên trụ bảo đại nguyên từ 1956. Đây là ấn lưu bảo đại mọi người. À, ấn này là ấn lưu bảo đại nè. Đây là ấn của các đời vua luôn. Còn bên đây nè. Ấn đây là ấn của vua Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế. Đây là ấn của Dạng Tông Nghị Hoàng Đế. Còn đây là ấn của Hoàng Tông Tuyên Hoàng Đế. Đều bằng còn đây ấn tính này là của Văn Lý Mật Sát. Ở vào niên hiệu Đồng Thánh Nguyên Niêu vào năm 1886. Và những cái ấn tính bên đây là xưa hơn ấn tính bên kia nữa. Và đây là ấn Phạm Tông Thời Hoàng Đế. Đây là ấn của vua Tự Đức nè. Ấn vua Tự Đức. Dạ, mọi người. Đây là Thái Hoàng, Từ Dụng Thánh Thái Hoàng Thái Hậu. Ấn của Tường Minh Huệ Hoàng hậu đúng không? Hoàng hậu với Thái hậu không có ấn mà anh. Chiếc này bằng gỗ đó nha. Trang trí các công trình thờ nguyên, cộng rừng ràm xoay xoay các tài và thờ nhà nguyên luôn. Và cuối cùng thì chuyến đi thăm đại nội chúng ta đã kết thúc vô cùng thắng lợi và tốt đẹp. Thắng lợi là có nhiều cái thắng lắm, thắng là mưa á, người ta nói có nước có tiền á, tôi thấy chưa có tiền gì hết trơn, tôi thấy có nước nó ướt rồi. Đi hoài giờ không lại tốn tiền mua thêm cái áo mưa nữa, cái ra anh kia cái đó hết mưa. Ở đây rất là vô lý và rất là ngộ nghĩnh. Và còn thêm một cái nữa là chúng tôi thu hoạch được rất nhiều những kiến thức văn hóa về điện Thái Hòa trong lúc đang trùng tu và sửa chữa. Và hầu như là ở đây sửa hết á, đi không được gì hết trơn á, mà tốn tiền mua vé vô rồi nha, thấy hơi hao rồi. Nhưng mà thôi không sao, trở về được tới cố đô là thấy vui rồi. Không khí thì thật ra là mình thấy nó ướt ướt vậy thôi, chứ đi vô trong đây thì nó hoài cổ lắm. Ok, chuyến đi Huế ngày hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở một chuyến đi khác với ánh nắng tài tài trong chương trình khác. Nhớ like và subscribe nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.